Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục lót một bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng, gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Bộ này là bộ cột 12, cột liền yếm liền. Thì trong các video lần trước chúng tôi đã giới thiệu các cái bộ cột chắp. Chúng tôi đang sản xuất hai cái mặt hàng chủ yếu, đó là cột chắp và cột liền, là do cái nhu cầu của khách hàng. Vì nhu cầu khách hàng ngày càng cao thì chúng tôi đang sản xuất một lô hàng bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng cột liền yếm liền bằng chất liệu gỗ hương đá cột 12, cột 14. Và video này chúng tôi giới thiệu bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng cột 12 gỗ hương đá. Bộ này gồm có 6 món: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn to, một đôn và một bàn trà. Thì ghế dài này có cái kích thước là 2m60, sâu 65 và cao 1m27. Khuôn tranh dày 4 phân và ván dày 2 phân. Được chọn vân kỹ lưỡng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem. Bộ bàn ghế này khi để mộc thì màu gỗ nó trắng, và khi chúng tôi sơn lót lên thì nó chuyển sang màu như này, màu ánh vàng. Quý khách có nhu cầu mua bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng gỗ hương đá thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và đây là chiếc ghế đơn chúng tôi đã vừa lót xong. Có kích thước dài 1m15, cao 1m27 và cũng sâu 65. Mặt ván cũng được trọn vân. Trong thời gian gần đây chúng tôi sản xuất rất nhiều các cái mẫu bàn ghế tần Thủy Hoàng, cột liền, yếm liền để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao. Cho quý khách hàng ưng cái mẫu bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng như này, quý khách hãy liên hệ về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng bộ sản phẩm một. Có quý khách thì lấy bộ 6, bộ 7, bộ 8, có thể là bộ 10. Và các cái cung đường của các khách hàng cũng khác nhau nên giá thành mỗi bộ nó lại khác nhau. Nên quý khách hãy liên hệ trực tiếp về cho chúng tôi. Bộ này mặt bàn chúng tôi chạm hoa lá tây bốn xung quanh và ở giữa chúng tôi chạm chống đồng Đông Sơn. Giống với hai bộ trước tôi đã bàn giao cho khách Thanh Hóa và Hải Dương trong video trước, quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video mới nhất về đồ gỗ mà chúng tôi sản xuất và đưa lên trên trang chủ YouTube. Quý khách hãy nhấn vào nút chuông thông báo để nhận các cái video mới nhất. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên và mặt bàn này chúng tôi làm kích thước là 1m40 x 70. Trong các video sau chúng tôi sẽ giới thiệu các cái bộ bàn ghế trường kỷ cũng như đồ gỗ đồ thờ cúng trong phòng thờ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.